vinh dự thì hôm nay đứng trên con tàu 39m ha, dài nhất Việt Nam, tàu gỗ đi biển đó anh em. Thì đang chuẩn bị nổ máy ha, chạy rô đai. Thì anh em hãy chờ xem ha, trên ghe đang có những gì và những gì làm cái gì nữa nha. Còn rất là nhiều việc anh em, chờ xem nha anh em. Thì tuần sau ha, tuần sau sẽ cho em nó đi từ các cậu ra cung đảo nha. Mình đứng trước mũi nha. Trên ghe thì hiện tại là đã đem được những cái đồ vật dụng cần thiết để mà đi về cung đảo ha. Những cái thùng phi này là thùng keo ha, thì mình đem trên ghe có xài gì xài ha. Ống là ống Thái luôn nha, ống Thái đàng hoàng, ống nước để rửa ghe rồi để bơm máy ha, ống nước máy đó anh em. Bàn nè, mấy bàn này là làm theo để mà nhiều khi ăn uống trên ghe để trên bàn ha. Đó. Này tủ, này tủ nha. mấy cái mớp tủ á là cũng đem về luôn, đem về rồi sẽ cho vô máy xay mịn nó ra rồi lót nó lại, đổ xuống lại tự như lót chấu vậy đó anh em, cho vô hầm lạnh ha, tự như lót chấu vậy đó. Tận dụng được nào thì tận dụng nha. Đi ra sao hầm máy nha. Dọn dẹp lại từ từ những thứ không cần thiết ha. Đây đang bơm nước luôn, bơm nước nha, bơm nước xài nha nè. Cái nhà vệ sinh sẽ ở đây ha, nhà vệ sinh sẽ làm tại đây, có khoan mấy cái lỗ nó thoát hơi nè. Nhiều khi mấy anh lớn tuổi đi theo quản lý ghe rồi ra ngoài ngồi thì không được ha, rồi anh Dũng nó cho làm cái nhà vệ sinh ở đây. Tiếp lô điện sẽ nằm đây nha, tiếp lô điện hầm lái nha anh em ha, hầm lái sẽ nằm đây, tiếp lô điện á. Bên đây tổng 220, bên đây 24 ha, đó tổng hết. Nemo này mới luôn nha anh em, mới luôn, thì chút nữa sẽ bắt vô ha. Đó, ảnh đang lau mấy cái nền, quét sơn cái nền Nemo ha. Nemo này 7,5kg nha ha. Điện bây giờ thì xài bóng đèn cũng led cũng nhẹ điện lắm, cho nên không có cần Nemo lớn. Đây là hai cái bình luộc dầu nha anh em ha. Cái bồn dầu lớn nó sẽ vô xả xuống hai cái bình này, rồi xong cái từ hai bên này vô máy. Đó, dàn máy thì có luộc riêng nữa ha. Đó, đèn cũng đã bắt xong ở hầm lái rồi nha. Ok, có hai cái máy phát điện luôn nha. Đây một cái. Đây một cái nữa ha. Đây máy bơm luôn quá. Máy bơm. Đúng rồi. Đó, rồi đây bình luộc nè, hai bình luôn. Hệ thống lái ben. Ok. Rồi hai cái bình đề nha. Đây. Này gạt lên cái là đề nha anh em. Đây chế cái hệ thống này luôn.
quá êm. Mấy anh thợ máy cũng đang gấp rút để chiều nay cho nổ máy ha. Rồi cái hệ thống hộp số thì bắt vô rồi nè, mà chưa có siết bồ lon lại ha, chưa có cân lại. Cô tô thì cũng chưa có bắt bồ lon luôn. Đó. Chiều nay cho nổ máy trước nha. Công việc cũng còn lặt vặt ha, chưa có nổ máy, từ từ các bạn hãy chờ nha. Tủ này là cái nguồn điện nha, nguồn điện để mà để hoạt động cái cây cẩu nha anh em ha. Hoạt động hai cái cẩu với ba cái đèn đường điện ở trước á, trước mũi nè ha, đèn bẹo rồi đèn pha trước mũi này nọ đó. Phòng thầy công nè, đây ghế ngồi của thuyền trưởng ha, máy báo báo nhớt đó, định vị đây một cái nữa. Rồi là bàn mới luôn, bàn số mới luôn. Ok, ồ cái này để lô để lên neo nha. Còn những công việc lặt vặt nữa ha. Rồi bữa mùng 9 là sẽ xuất phát từ Tắc Cậu đi Công Đảo nha anh em. Mình sẽ đi theo chiếc này về Công Đảo luôn. Rồi, các bạn nhớ theo dõi nha. Đem máy Hino 6 xuống luôn nha anh em. Đó. Đang gáp nha, chưa có nổ. Máy này sẽ là máy phát điện nha. Nemo sẽ để đây. Đây là hệ thống mấy cái quanh xả dầu cho nha anh em. Đó, này nguyên bồn dầu nha. Bồn này là khoảng 7-8 ngàn lít ha. Rồi giờ phần máy cũng đã hoàn thành rồi nha anh em. Đó. Nền máy hộp số thì cũng đã xong hết trơn. 8/8 của tô cũng đã bắt luôn nha. Ống nước. Rồi nói chung là ok hết trơn rồi đó. Vụ nổ máy này thì khi nào mà đi theo chạy theo mình quay luôn nha anh em ha. Hẹn các bạn clip sau nha. Rồi mình sẽ ra nhiều phần về em này nha, nhớ đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.